Thưa quý vị và các bạn, Đắc Tô là địa phương có nhiều thế mạnh về phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt hiện nay trên địa bàn huyện đang có nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu để phát triển đô thị. Với những thế mạnh này, huyện xác định huy động tối đa mọi nguồn lực tiếp tục khai thác quỹ đất để đầu tư kết cấu hạ tầng, kêu gọi thu hút các nhà đầu tư triển khai các dự án khu dân cư đô thị để hình thành các khu đô thị mới. Xác định việc xây dựng thị trấn Đắc Tô đạt các tiêu chí đô thị loại 4 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 12 đã đề ra. Huyện Đắc Tô đã tập trung bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện các dự án ưu tiên nhằm phục vụ nhu cầu của người dân và góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị tại thị trấn Đắc Tô, như khuôn viên tượng đài chiến thắng Đắc Tô Tân Cảnh, hệ thống chiếu sáng điện công lộ hay dự án kè chống sạt lở sông Đắc Tờ Can. Kè chống sạt lở sông Đắc Tờ Can được thực hiện nhằm đảm bảo thoát lũ, chống sạt lở đất, chống chuyển dòng, bảo vệ các công trình hạ tầng, khu dân cư với hàng trăm hộ dân đang sinh sống và đất canh tác hai bên bờ sông Đắc Tờ Can, đồng thời góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp cho thị trấn, là điểm nhấn quan trọng để phát triển đô thị thị trấn Đắc Tô. Dự án được khởi công vào đầu năm 2022 với tổng mức đầu tư là 183,5 tỷ đồng, tổng chiều dài của bờ kè là 7,2 km. Công trình được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương, hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 và nguồn ngân sách huyện. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý, phát triển đô thị bền vững, huyện Đắc Tô cũng đã đạt được kết quả rất khả quan trong lĩnh vực thu hút đầu tư, với nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Đơn cử như dự án nhà máy cấp nước sạch thị trấn Đắc Tô được Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum chấp thuận tại quyết định số 1061 năm 2019 với công suất thiết kế 10.000 mét khối một ngày đêm, tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng. Nói chung là từ xưa nay thì vẫn là sử dụng cái hệ thống nước cũ, nhưng mà sau này thì hệ thống xuống cấp á, thì hệ thống của nhà nước nó xuống cấp, cho nên là đã cắt từ lát rau rồi. Tới bây giờ thì mới có ở bên doanh nghiệp để họ đầu tư lại. Và nói chung thì mình thì nói thật là cũng chưa sử dụng, nhưng mà mình cũng đã đi tham khảo và các quán cà phê họ cũng đã sử dụng nước thì có liên tục và chất lượng thì nó cũng tất nhiên là tốt hơn so với trước. Trong thời gian qua thì trên địa bàn huyện cũng có nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu, khảo sát các cơ hội đầu tư. Trong đó thì có nhiều nhà đầu tư cũng đặt cái vấn đề về phát triển cái khu dân cư đô thị và phát triển các khu thương mại dịch vụ trên địa bàn để làm cái chỉ tiêu là phát triển các đô thị. Thì huyện là luôn chào đón các nhà đầu tư đến tìm hiểu, và hiện nay thì cũng có công ty cổ phần đầu tư số 9 đang tìm hiểu cái khu dân cư đô thị phía bắc đường Trường Chinh ở thị trấn Đắc Tô, huyện Đắc Tô, và đang trình cấp thẩm quyền xem xét đối với cái khu đô thị này với quy mô là khoảng trên 13 hectare. Qua rà soát các tiêu chí theo quy định để xây dựng Đắc Tô trở thành đô thị loại 4, đến nay huyện Đắc Tô đã đạt 2 trên 5 tiêu chí với 34 trên 47 tiêu chuẩn đô thị loại 4, theo nghị quyết số 1210 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2025, thì huyện ủy cũng đã ban hành nghị quyết chuyên đề, nghị quyết số 01 ngày 1 tháng 6 năm 2021 về xây dựng thị trấn Đắc Tô đạt các tiêu chí đô thị loại 4, gắn với mở rộng không gian đô thị và hình thành đô thị mới là một cơ sở để các cấp các ngành triển khai để thị trấn Đắc Tô cơ bản đạt 5/5 tiêu chí với 47 tiêu chuẩn vào năm 2025 trong thời gian đấy. Hướng tới xây dựng đô thị vừa hiện đại, đáng sống, vừa giàu bản sắc, trong thời gian đến, huyện Đắc Tô sẽ xin chủ trương Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đắc Tô đến năm 2030 và định hướng đến năm 2035. Đây sẽ là cơ sở để huyện Đắc Tô chỉnh trang, mở rộng không gian đô thị và hình thành các khu đô thị mới trong tương lai.